Thưa quý vị, thời gian qua, thành phố Đà Nẵng và cộng đồng doanh nghiệp du lịch đã nỗ lực làm mới các sản phẩm dịch vụ du lịch, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đảm bảo môi trường an toàn, qua đó đã thu hút lại lượng khách du lịch nội địa đến với thành phố. Hiện Việt Nam đã mở cửa hoàn toàn du lịch, Đà Nẵng đã sẵn sàng mọi điều kiện để đón khách quốc tế trở lại thành phố sau thời gian dài ảnh hưởng dịch COVID-19. Theo Sở Du lịch Đà Nẵng, để đón và phục vụ khách quốc tế quay lại, hiện 45% số cơ sở lưu trú tại thành phố Đà Nẵng mở cửa phục vụ khách và 150 đơn vị lữ hành đang hoạt động trở lại với nhiều sản phẩm du lịch mới. Ngoài ra, các khu, điểm du lịch trên địa bàn thành phố cũng đã cải tạo cảnh quan môi trường, đầu tư nhiều dịch vụ, hạng mục mới, hấp dẫn, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và đảm bảo phương án phòng chống dịch để thu hút khách. Có thể nói đến thời điểm này thì Sun World Bà Hill đã có thể sẵn sàng để đón khách quay trở lại vào ngày 18 tháng 3 tới. Để có được cái sự sẵn sàng đó thì chúng tôi cũng đã có được cái đội ngũ nhân sự đã gần như là sẵn sàng. Và họ đã được training đào tạo, vẫn giữ lửa cho họ trong suốt cái thời gian mà Covid. Chúng tôi tự tin là Đà Nẵng đủ nguồn lực, đủ phong phú về mặt sản phẩm, đủ cái sự an toàn của điểm đến cho du khách cho lần này. Bên cạnh du lịch tham quan, vui chơi, nghỉ dưỡng, du lịch MICE, hình thức du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo, nghỉ dưỡng được xem là hướng phát triển tiềm năng của du lịch thành phố để thích ứng an toàn với tình hình dịch bệnh. Theo đó, khi khởi động lại chính sách du lịch MICE 2022, khoảng 16 đoàn khách với nhiều đoàn có số lượng trên 700 khách đã đăng ký đến với thành phố, đa số là các doanh nghiệp lớn. Nhiều công ty chuyên khai thác đoàn khách MICE đã chuẩn bị kế hoạch chu đáo để đón các đoàn khách MICE quốc tế đến thành phố. Là trung tâm xúc tiến du lịch phối hợp với các sở ban ngành, phối hợp với cộng đồng doanh nghiệp chuyên phục vụ cái thị trường MICE để nâng cao cơ sở vật chất, để nâng cao cái đội ngũ nhân viên phục vụ trong cái ngành du lịch, đặc biệt là chính sách MICE, nâng cao chất lượng dịch vụ cũng như là về sản phẩm dịch vụ để phục vụ cái đoàn MICE trong thời gian tới. Trước đó, trong cuộc họp chuẩn bị mở lại các đường bay quốc tế đến với thành phố Đà Nẵng, lãnh đạo thành phố cũng đã yêu cầu các hãng hàng không tăng cường khai thác các đường bay quốc tế đến với thành phố. Các hãng hàng không đã chuẩn bị sẵn sàng nguồn lực, thị trường để khai thác sớm nhất các chuyến bay quốc tế. Theo đó, Singapore Airlines sẽ khai thác chuyến bay quốc tế chặng Singapore-Đà Nẵng ngày 27 tháng 3 năm 2022. Thái Vietjet mở lại đường bay Bangkok-Đà Nẵng cũng vào thời gian trên. Vietjet rất mong muốn bật bay và sẵn sàng tất cả nguồn lực, sẵn sàng để bay rồi. Thì quốc tế là đường bay, nhắm tới đường bay tốt nhất chúng ta, đường bay Hàn Quốc. Thì đến tháng 4 là sẽ bay Đà Nẵng Incheon. Tiếp theo là đường bay đi Nhật Bản. Để đảm bảo môi trường an toàn cho du khách khi mở cửa trở lại, trong cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố Đà Nẵng vừa qua, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến đã đề nghị Sở Du lịch phải hoàn tất công tác chuẩn bị để đón khách chu đáo, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng khách sạn không có nơi lưu trú dự phòng cho các trường hợp F0. Thủ tục về nhập cảnh, rồi các cái thủ tục về cách ly, rồi phương án phòng chống dịch, thì đề nghị là các ngành mà ngành nào chưa có ý kiến đóng góp cho Sở Du lịch thì phải sớm gửi cho Sở Du lịch. Còn lại Sở Du lịch thì chuẩn bị hết tất cả khi có cái hướng dẫn của Bộ Y tế cũng như là các cái bộ liên quan thì ráp ngay và có cái tham mưu kịp thời cho ban chỉ đạo để mà triển khai cho nó kịp thời khi mà đón khách. Theo Sở Du lịch, năm 2022 dự báo sẽ là năm hồi phục và tạo dấu ấn của du lịch Việt Nam nói chung và du lịch Đà Nẵng nói riêng. Với kịch bản khả quan, tổng lượng khách lưu trú năm 2022 dự kiến ước đạt 3,5 triệu lượt khách, tăng 3 lần so với năm 2021. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 180.000 lượt, tăng 1,6 lần, và khách nội địa ước đạt hơn 3,32 triệu lượt, tăng 3 lần.